Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Ông xã Hồ Bích Trâm gây tranh cãi vì biểu cảm khó chịu trong lúc đưa dâu. Đám cưới của người nổi tiếng luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân tình. Nhất cử nhất động của tân lang tân nương đều bị soi cận. Nói đâu xa, Hồ Bích Trâm vừa bị tin qua đường bắt trọn khoảnh khắc trong lễ rước dâu vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Trong khi cô dâu mỉm cười hết cỡ, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, thì biểu cảm của chú rể lại gây. Trong khi cô dâu mỉm cười hết cỡ, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, thì biểu cảm của chú rể lại gây tranh cãi dữ dội. Dựa vào clip ngắn được người dân quay lại, ông xã của Hồ Bích Trâm có vẻ hơi căng thẳng khi bước đi trước sự chú ý của rất nhiều người. Ngoài ra anh cũng không nắm tay hay dìu vợ như những cặp đôi cô dâu chú rể thường thấy. Giữa lúc netizen khẩu chiến dữ dội, Hồ Bích Trâm đã dùng tài khoản mạng xã hội chính chủ để đáp trả. Khổ quá, không thấy tay Trâm cầm váy và hoa, chú rể bình thường mà trời, soi quá. Hồ Bích Trâm đích thân lên tiếng khi chồng bị dân mạng soi biểu cảm và thái độ khi sánh bước bên nhau. Lời giải thích của Hồ Bích Trâm được nhiều người đồng tình và tán thành. Một số dân mạng cho rằng ông xã của nữ diễn viên không hoạt động nghệ thuật nên sẽ ngại khi bị nhiều người chú ý. Đồng thời cách thể hiện tình cảm của mỗi người khác nhau nên không thể nhận xét điều gì chỉ qua một khoảnh khắc như thế kia. Nếu xem kỹ, trong quá trình di chuyển, chồng của Hồ Bích Trâm có quay sang để đợi vợ bước đi cùng. Có lẽ ông xã của nữ diễn viên là người làm kinh doanh nên không quen bị nhiều người chú ý. Hai tay Hồ Bích Trâm cũng đang cầm váy và hoa nên ông xã cũng không thể nắm tay vợ. Dân mạng không thể chỉ qua khoảnh khắc như thế này mà đánh giá tình cảm của cặp đôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.